quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Kinh tế Tiêu dùng được phát sóng vào thứ sáu hàng tuần trên báo Người Tiêu dùng tại địa chỉ www.ngườitiêudung.com.vn. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất cả trong và ngoài nước. Như thường lệ, bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Phá đường dây đánh bạc núp bóng câu lạc bộ thể thao Trí Tuệ. Giá vàng trong nước tiếp tục vượt ngưỡng 37 triệu đồng trên một lượng. Tỉnh thứ 58 bị dịch tả heo châu Phi bất ngờ đổ bộ. Xuất khẩu sắn lao đao vì Trung Quốc siết chặt nhập khẩu. Ngày 5 tháng 6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn dưới hình thức chơi bài poker. Bắt quả tang vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại câu lạc bộ thể thao Trí Tuệ tại số 1A Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã đưa 3 đối tượng có liên quan về trụ sở để tiếp tục đấu tranh khai thác, gồm Nguyễn Ngọc Phúc, 36 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàng Minh Châu, 37 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Nguyễn Tiến Long, 37 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang 24 đối tượng khác về hành vi đánh bạc, thu giữ tại chỗ hơn 177 triệu trên các đối tượng, 6 bộ tú lơ khơ, gần 900 phỉnh các loại tương đương với 383 triệu đồng và một số vật dụng phục vụ việc đánh bạc. Tiếp tục khám xét câu lạc bộ, công an thu giữ thêm hơn 286 triệu đồng, 1.753 phỉnh, tương đương hơn 2,68 tỷ đồng, 8 bộ máy tính để bàn, 40 điện thoại di động, 3 đầu thu camera cùng nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Mở cửa phiên giao dịch ngày 6 tháng 6, giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng, vượt ngưỡng trên 37 triệu đồng trên một lượng. Vàng thế giới vẫn cao hơn so với giá vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày 6 tháng 6, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 38,80 đến 37,05 triệu đồng trên một lượng, giảm 40.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, nhưng tăng 10.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán ra là 250.000 đồng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, tập đoàn Doji niêm yết giá mua vàng ở mức 36,85 triệu đồng trên một lượng và chiều bán ra là 36,95 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch hôm trước. Khoảng cách giá mua và giá bán là 200.000 đồng. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao gần 3 tháng do đồng USD suy yếu. Giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 1.327,5 USD, tăng 1 USD so với cùng thời điểm trong phiên dịch trước. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, xác nhận dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại tỉnh này. Theo ông Hổ, Bình Định là tỉnh thứ 58 trong cả nước có dịch tả heo châu Phi. Ngày 5 tháng 6, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, xác nhận dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại tỉnh này. Theo ông Hổ, Bình Định là tỉnh thứ 58 trong cả nước có dịch tả heo châu Phi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên ở Bình Định được phát hiện trên địa bàn nuôi heo của hộ ông Nguyễn Văn Tâm, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn. Khi thấy heo có hiện tượng chết bất thường, ông Tâm báo cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, tiêu hủy toàn bộ đàn heo 53 con, tiêu độc sát trùng toàn bộ khu vực chuồng trại, vật dụng nuôi heo của gia đình ông Tâm. Phường Nhân Phú cũng đã lập chốt chặn, cử lực lượng xung kích ứng trực 24 trên 24 giờ, tiêu độc sát trùng người và phương tiện ra vào khu vực này. Thưa quý
quý vị, theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 5 tháng đầu năm ước tính đạt 1,08 triệu tấn, tương ứng với 414 triệu USD, giảm 17,6% về khối lượng và giảm 11% so với cùng kỳ năm 2018. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 5 tháng đầu năm đạt ước 1,08 triệu đồng trên một tấn, tương đương với 414 triệu USD, giảm 17,6% về khối lượng và giảm 11% so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong những tháng đầu năm, chiếm tới 89,2%, giảm 16,4% về khối lượng và giảm 3,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân khiến xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam giảm là bởi xuất khẩu tinh bột sắn suy giảm mạnh trên cả hai kênh xuất khẩu chính ngạch và biên mậu. Nguồn cung và chất lượng sắn củ tươi giảm mạnh nên hầu hết các nhà máy chế biến tinh bột sắn đã tạm ngừng sản xuất, khiến nguồn cung tinh bột sắn xuất khẩu khan hiếm. Bên cạnh đó, giá xuất khẩu đang giảm mạnh nên doanh nghiệp cũng có xu hướng gom hàng, tạm ngừng xuất khẩu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đóng góp phản hồi xin gửi về Ban Kinh tế tiêu dùng, Báo Người tiêu dùng, số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc cơ quan đại diện phía Nam, tòa nhà Báo Người tiêu dùng, số 6266 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5. Quý vị cũng có thể gửi mọi thắc mắc về hòm thư tòa soạn báo.ngườitiêudung@gmail.com hoặc hotline 090-191-3888. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!